Đức Phúc bật khóc tức tưởi trước hành động gây sốc của Hương Tram. Đức Phúc đã bật khóc tức tưởi ngay trên bàn giám khảo. Vừa qua, tập đầu tiên của đêm chung kết The Debut dự án số 1 2018 đã diễn ra với nhiều tranh cãi gây cấn. Trong tập này, Hương Tràm đã trở lại cùng thí sinh Tùng Dương đã bị loại từ tập trước và tranh đấu cùng Đức Phúc Hoàng Thùy Linh. Hoàng Thùy Linh bật khóc: "Tôi nhớ những tháng ngày khó khăn của cuộc đời tôi." Mở màn đêm thi chung kết là tiết mục của thí sinh Bá Vương, đội Hoàng Thùy Linh với ca khúc tự sáng tác mang tên "Con không một mình". Trước khi trình diễn, Bá Vương đã bất ngờ nhìn thấy ba mẹ mình đang ngồi dưới khán đài nên vô cùng xúc động. Bởi vậy, cậu đã hát rất cảm xúc với nhiều giai điệu ngọt ngào và chân thật. Trước màn trình diễn của Bá Vương, Hoàng Thùy Linh đã bật khóc. Cô ngậm ngùi vừa khóc vừa nói: "Bạn đã sáng tác và hát bằng tất cả trái tim và cảm xúc của mình. Mỗi lời hát của bạn đều khiến tôi nhớ tới ba mẹ tôi. Tôi nhớ những tháng ngày khó khăn của cuộc đời tôi và gia đình tôi. Tôi nhớ hết từng hình ảnh đó qua lời hát của bạn. Tôi nhớ cả những lời dặn của ba mẹ tôi. Thật hạnh phúc khi ba mẹ tự hào về mình." Sau Hoàng Thùy Linh, Hương Tràm cũng mở lời động viên Bá Vương bằng cách cảm ơn bố mẹ chàng trai. Cô nói: "Cô chú à, con chỉ muốn nói rằng qua ca khúc này, cô chú hãy hiểu, Vương của chúng ta đã trưởng thành và là một chàng trai đầy tài năng. Con đường của em đi đã luôn có bố mẹ bên cạnh chứ không còn những tháng ngày không ai thấu hiểu nữa. Xin cảm ơn cô chú." Những lời này cũng khiến Bá Vương cảm động đến phát khóc. Hoàng Thùy Linh mất bình tĩnh vì bị giới chuyên môn chê thẳng. Nếu như ở tập trước Hoàng Thùy Linh đã đích thân đứng ra phản bác nhà báo, thì tới tập này cô tiếp tục bị hội đồng chuyên môn chê bai. Cụ thể, sau khi thí sinh Ngọc Vi của đội Hoàng Thùy Linh trình diễn xong, nhạc sĩ Nguyễn Trần Trung Quân đã thẳng thắn nói: "Tôi xem bạn ở những vòng đầu tiên tôi rất thích, tới khi bạn chọn về đội Hoàng Thùy Linh, tôi cũng thấy rất xuất sắc. Tuy nhiên ở tiết mục này tôi chưa thấy Hoàng Thùy Linh có sự lựa chọn tốt cho bạn, từ bản phối tới bài hát đều làm bạn thụt lùi. Đến tông chọn cũng sai, nếu lên cho bạn, lên nửa tông thì tốt hơn." Nhà báo Thùy Trang cũng nói: "Đây là một cuộc đua, thắng hay không thì vẫn là một cuộc đua với khán giả, và khán giả cần một điều hoàn mỹ hơn." Trước những nhận xét này, Hoàng Thùy Linh tỏ ra hơi lúng túng chứ không mạnh bạo như trước. Cô nói: "Khi mọi người World Music, mọi người sẽ thấy cầm mic rất quan trọng. Khi on set ca khúc này, tôi biết mình hơi mạo hiểm, nhưng suy cho cùng quay trở lại đêm diễn hôm nay, tôi thấy bất ngờ vì Vi đã sử dụng được giọng hơi." Trước sự lúng túng của Hoàng Thùy Linh, Hương Tràm đã nhắc nhở: "Em nghĩ là chị nên bình tâm." Đức Phúc bật khóc tức tưởi vì bị Hương Tràm loại sạch thí sinh đội mình. Tới cuối chương trình, đội Hương Tràm được nhiều điểm bình chọn nhất từ hội đồng chuyên môn, sau đó tới đội Đức Phúc và đội Hoàng Thùy Linh. Theo luật của chương trình, Hương Tràm sẽ phải loại cả hai thí sinh còn lại trong đội Đức Phúc hoặc đội Hoàng Thùy Linh, chứ không thể loại một trong hai. Vì vậy, Hương Tràm cảm thấy rất khó xử. Cô thậm chí còn xin chương trình cho đổi luật nhưng không được. Cuối cùng, cô quyết định loại toàn bộ thí sinh đội Đức Phúc. Nghe thấy tin này, Đức Phúc đã bật khóc tức tưởi ngay trên bàn giám khảo. Sau đó, Đức Phúc còn chạy tới vừa khóc vừa xin lỗi bố mẹ thí sinh vì đã không giữ được họ ở lại.